Sư tử mọc sừng. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua nổi tiếng là tốt bụng và tử tế. Dân chúng ai nấy đều ngưỡng mộ và ca tụng vị vua anh minh hết lời. Đây là mất dấu con thú rừng đó rồi. Trời, thì ra là một con thỏ trắng bị thương. Thật là tội nghiệp. Đừng sợ hãi, đã có ta ở đây, sẽ không có con thú rừng nào có thể làm hại được ngươi nữa. Giờ thì ta sẽ đem ngươi về cung, và sẽ có người chăm sóc ngươi thật tốt. Cô là ai? Tại sao cô có thể vào đây được? Thần thiếp chính là con thỏ trắng đã được nhà vua tận tình chăm sóc những ngày qua đây à. Sao? Cô chính là thỏ trắng ư? Đúng vậy, thần thiếp vốn là thần tiên trên trời. Trong lần xuống hạ giới đã bị thương, suýt chút nữa đã bị thú rừng tóm gọn. May có nhà vua kịp thời cứu giúp. Này, vết thương của thần đã khỏi, giờ là lúc thần phải trở về. Cô phải trở về thật ư? Vâng, thần thiếp lấy làm cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của nhà vua đã giúp đỡ, nên xin được dùng chút phép tiên để tặng cho nhà vua một điều ước. Điều ước ư? Đúng vậy, bất cứ điều gì nhà vua yêu cầu đều sẽ trở thành hiện thực. Tôi có một đứa con trai mà tôi rất yêu quý, nên tôi đã đặt tên cho nó là Hoàng tử Gia Liên. Tôi thực sự mong cô là bạn của con trai tôi. Tôi có thể biến con trai người thành hoàng tử đẹp trai nhất thế giới, hoặc là người giàu nhất, hoặc quyền lực nhất. Tôi không đòi hỏi những điều xa xỉ đó cho con trai của tôi. Nếu thằng bé là một người xấu, thì những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ muốn thằng bé sẽ trở thành một vị vua tốt bụng. Người nói hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, tôi không thể biến hoàng tử trở thành một người tốt bụng nếu bản thân hoàng tử không thật tâm làm những việc lương thiện. Tôi chỉ có thể hứa sẽ cho hoàng tử lời khuyên tốt, mắng cậu ấy nếu cậu ấy sai lầm, hay thậm chí phạt cậu ấy nếu cậu ấy không chịu sửa sai. Chẳng lâu sau, nhà vua qua đời. Hoàng tử rất buồn phiền và thường xuyên nhớ tới vua cha. Nhưng đồng hành cùng chàng vẫn luôn có vị cha nuôi. Người thầy Suleiman luôn bảo ban hoàng tử từ tấm bé. Một hôm, khi hoàng tử đang ngồi một mình trong phòng, thì cô tiên xuất hiện. Cô kể lại lời hứa với vị vua và giao cho hoàng tử một chiếc nhẫn. Hoàng tử hãy cầm lấy chiếc nhẫn này. Nó là một chiếc nhẫn đặc biệt, còn quý giá hơn cả kim cương. Mỗi lần hoàng tử làm việc xấu, thì chiếc nhẫn sẽ thít chặt ngón tay người, để người tiết chế lại suy nghĩ và hành động của mình. Thật vậy ư? Đúng vậy. Thế nên, hoàng tử hãy nhớ lời dạy của cha mình. Hãy cố gắng trở thành một vị vua anh minh và đem hạnh phúc đến với dân chúng. Một thời gian sau. Thời gian trôi qua, hoàng tử cư xử rất đề phòng và đối xử tốt với mọi người đến nỗi chiếc nhẫn không bao giờ chọc vào cậu. Và điều đó khiến hoàng tử rất hài lòng khi thần dân gọi cậu là chàng hoàng tử Đa Linh tốt bụng. Lâu dần, hoàng tử quên đi sự tồn tại của chiếc nhẫn. Chức danh, thân phận và trọng trách đang mang làm chàng thấy mình quan trọng và cần được tôn sùng. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất mà. Suốt cả ngày mà chẳng săn được con vật nào trả hồn. Đi ra. Ôi, đau quá. Thì ra là chiếc nhẫn đáng ghét. Ta chẳng làm gì sai khi ta đá một con chó cả.
ta là người cai trị cả một vương quốc vĩ đại cơ mà. Không những một con chó, đến một con người ta ban lệnh chết thì họ cũng khó lòng mà không tuân. Hoàng tử à, cậu đã phạm ba lỗi sai. Đầu tiên, cậu đã mất bình tĩnh. Sau đó, cậu đã thực sự tức giận. Và cuối cùng, cậu dùng quyền hạn của mình để quyết định số phận một con vật nhỏ đáng thương. Ta không quan tâm, ta là người đứng đầu vương quốc này. Ta có thể làm bất cứ điều gì mà ta muốn. Cô hãy cút đi. Một ngày nọ, khi hoàng tử đang đi dạo, cậu tình cờ gặp Celia, một cô gái xinh đẹp đến nỗi cậu quyết định ngay tức thì sẽ cưới cô gái này làm vợ. Ta thấy nàng rất xinh đẹp và ta muốn cưới nàng làm vợ. Nàng sẽ sớm trở thành một hoàng hậu vĩ đại. Thưa hoàng tử, tôi chỉ là một cô gái chăn cừu và trong một gia đình nghèo khổ. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy người đâu. Nàng không thích ta à? Không phải vậy thưa ngài. Ngài rất tuấn tú và là một hoàng tử nữa. Nhưng điều đó chẳng có ích gì cho tôi cả, vì tôi không muốn dành cả đời mình cho một người đàn ông kiêu ngạo. Hãy bắt cô gái kia lại cho ta. Thả tôi ra. Kể cả có bị nhẫn làm cho đau đớn, ta cũng nhất quyết bắt cô gái này về cung. Dẫn cô ta đi cho ta. Em trai của ta, có điều gì làm cho em buồn bực vậy? Có phải vì cô gái chăn cừu không biết trên dưới kia không? Em thật sự quá tốt bụng với cô gái ấy rồi. Được em chú ý đó là một diễm phúc. Hãy nhớ em là một quốc vương. Tại sao em lại phải làm hài lòng một cô gái chăn cừu? Hãy trừng phạt cô ta. Nhưng tại sao lại trừng phạt một cô gái vô tội? Nếu thần dân không làm theo mệnh lệnh của em thì họ sẽ phải chịu sự trừng phạt vì tội khi quân. Cô ta không hề vô tội. Cô ta đã chế giễu và cười nhạo vào tình yêu của em. Đúng vậy, em phải trừng phạt cô ta. Tại sao cô ta lại thoát được khỏi đây? Mau đi tìm cô gái đó cho ta. Chúng ta đến trễ một bước rồi. Người thầy Suleiman là người đã giải cứu cho Celia. Hai người đó đã giằng giữa với nhau sau lưng em đấy. Tìm dây Suleiman dẫn tới cho ta. Và phải bắt bằng được cô gái đó. Ta sẽ phải trừng trị cả hai. Bà tiên xấu xa, người mau tháo chiếc nhẫn khỏi tay ta ra ngay. Đó là mệnh lệnh của đức vua. Ta đã hứa với phụ vương của ngươi là sẽ trông nom và chăm sóc để ngươi trở thành một vị vua nhân hậu và tốt bụng. Ngươi đang ngày càng trở nên ác độc. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Ta là vua của vương quốc này, sao ta phải sợ chứ? Không ai có quyền làm hại ta cả. Ta sẽ biến ngươi thành những loài động vật. Ngươi đã hành xử như một loài sư tử khi nổi giận, giống loài sói khi tham lam, giống như loài rắn khi ngươi đã quay lưng lại với người cha thứ hai của mình. Cách cư xử của ngươi giống như một con bò. Do đó, ngươi sẽ có hình dạng của tất cả các con vật này. Không! Tại sao ta lại ra bộ dạng như vậy chứ? Trông ta chẳng khác nào một con quái vật. Hoàng tử đã chết. Người anh trai xấu xa có ý định chiếm vương quốc đã bị dân chúng đuổi đi khỏi đây. Dân chúng đang muốn trao ngôi cho Suleiman, người bị hoàng tử Dalin ghen ghét. Anh họ mình là người xấu ư? Hắn định chiếm ngôi của ta sao? Nhưng tại sao cha nuôi của ta cũng ngồi lên ngai vàng đó? Ông cũng là người xấu ư? Chúc mừng bệ hạ, chúc người được lên làm vua của vương quốc này. Ta tạm thời nhận ngôi vị này vì để thuận ý dân. Nhưng với lời hứa từ người cha đỡ đầu, ta sẵn lòng trao lại ngôi vàng cho hoàng tử Dalin khi quân lính tìm được người. Khi nào chưa có tin chính xác từ hoàng tử, ta vẫn giúp người cai quản giang sang, tránh kẻ gian lộng hành.
làm khổ dân chúng. May mà có Suleiman cứu tôi khỏi âm mưu giết hại của anh họ hoàng tử Dalin. Ngài ấy lợi dụng tôi nhằm ám sát hoàng tử Dalin. Trời ơi, vậy là ta đã kết làm thầy Suleiman rồi. Ông ấy giải thoát cho Celia để ngăn chặn những hành động sai lầm của ta. Ta sẽ giết ngươi, ngai vàng sẽ thuộc về ta. Không! Trời ơi, con vật này đã cứu ta ư? Người đâu, mau truyền ngữ y. Ôi, con vật đáng thương, người không sao chứ? Chỉ cần cha nuôi và người tôi thương được bình an, có chết tôi cũng vui lòng. Một con vật biết nói ư? Người làm việc tốt sẽ không ngại hy sinh. Giờ thì người hiểu ra được ai mới là người tốt và đứng về phía mình chứ? Đúng vậy. Giờ thì ta đã nhận ra sai lầm của mình khi nghe những lời tiêu cực từ người anh họ độc ác, muốn biến ta thành một vị vua xấu xa, không được lòng mọi người, hòng chiếm ngai vàng của ta. Ta rất hối hận khi đã không nghe lời cha nuôi và đối xử tệ với người con gái mà ta thương. Người thật sự đã trưởng thành. Trời, là hoàng tử Dalin. Con xin lỗi cha vì đã từng làm điều sai trái. Xin lỗi em, người con gái ta thương. Chào mừng con trở về, con trai của ta. Và từ đó, hoàng tử Dalin đã thay đổi, trở thành một người tốt bụng, không còn tức giận và làm điều xấu nữa. Chiếc nhẫn trên tay người không còn cơ hội để làm đau người nữa. Hoàng tử Dalin dùng tấm chân tình của mình để cầu hôn và cưới Celia làm vợ. Từ đó, họ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!